bạn chơi game đi ạ. Mọi người vào chơi game đi nào. Ai đang xem mọi người cho em xin một chấm đi nào. Mọi người vào chia sẻ nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá mọi người nhá. Xin chào 4 người đang xem ạ. Xin chào Yên Nguyễn nhá. Mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên 10 người xem đi, em sẽ bắt đầu chơi game nhá mọi người nhá. Mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhé mọi người nhé. Mọi người vào vào xem và chia sẻ cho em đi để em bắt đầu chơi game nào. Mọi người đẩy lượt view lên cho em đi ạ. Xin chào 4 người đang xem nhé mọi người nhé. Mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhé mọi người nhé. Xin chào Phạm Hằng nhé. Để mình chơi câu hỏi nhé mọi người nhé. Câu hỏi của em là bệnh gì bác sĩ bó tay nhé mọi người nhé. Phần thưởng hôm nay sẽ là 500.000 tiền mặt nhé mọi người nhé. Phần thưởng hôm nay sẽ là 500k ạ. Nào mọi người vào chia sẻ cho em đi ạ. Xin chào chị Khánh Thơ nhá. Xin chào chị. Xin chào chị Khánh Thơ xinh gái nhá. Nào mọi người vào chia sẻ cho em đi nào. Bệnh gì bác sĩ bó tay ạ? Xin chào Thu Huyền nhá. Xin chào Nguyễn Hảo. Là mọi người mới vào xem, mọi người cho em chia sẻ cho em đi ạ. Ôi lượt xem đâu hết rồi. Mọi người chia sẻ cho em chưa nhỉ? Nào ba người đang xem, mọi người chia sẻ cho em ạ. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé mọi người nhé. Xin chào Thảo Nguyễn ạ. Bệnh gãy tay chưa đúng nhá. Xin chào chị Đỗ Thị Loan nhá. Luật chơi như thế nào em? Mọi người vào chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhá. Và mọi người trả lời câu hỏi là bệnh gì bác sĩ bó tay ạ? Ai trả lời đúng này? Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất và làm đủ các bước mọi người sẽ được nhận 500.000 tiền mặt nhé mọi người nhá. Xin chào chị Vương Nhung ạ. Mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi để em gợi ý nào. Mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi ạ. Ôi mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi để em sẽ gợi ý cho mọi người nhé. Bệnh gì bác sĩ bó tay ạ? Mọi người nhớ là mọi người phải chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhé. Mọi người trả lời câu hỏi là bệnh gì bác sĩ bó tay? Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất và làm đủ các bước mọi người sẽ được nhận 500.000 tiền mặt nhé mọi người nhé. Chơi nhiệt tình chơi hết mình nào. Nào mọi người nhanh tay vào chơi game đi ạ.
Xin chào chị Vũ Nga nhá. Xin chào Nguyễn Thị Nhài ạ. Nào mọi người mới vào xem mọi người chia sẻ xem đi nào. Chia sẻ một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Chị Vũ Nga ơi, em chơi câu hỏi nhá. Chị Vũ Nga em chơi câu hỏi là bệnh gì bác sĩ bó tay nhá. Phần thưởng là 500.000 nhá, chứ không phải là chơi đoán số đâu ạ. Gãy tay chưa đúng, gãy chân chưa đúng ạ. Nào bệnh gì bác sĩ bó tay, là mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Bệnh hâm hấp chưa đúng nhá, chị Khánh Thơ nhá. Bệnh điên chưa đúng ạ. Bệnh khùng chưa đúng ạ. Xin chào Vi Như nhá. Là mọi người ai muốn nhận 500.000 thì mọi người nhanh tay vào xem like đi nào. Mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá. Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất sẽ được nhận 500.000 tiền mặt nhé mọi người nhá. Mọi người vào chia sẻ cho em đi nào. Bệnh gì bác sĩ bó tay ạ? Bệnh gì bác sĩ bó tay nào? Nào mọi người vào nhanh tay chia sẻ cho em, đẩy lượt view lên cho em đi để em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Đã chia sẻ, cảm ơn chị Nhài nhá. Bệnh gãy tay chưa đúng nhá, Yên Nguyễn nhá. Chị Nhài ơi em chơi câu hỏi nhá. Chị Nhài ơi em chơi câu hỏi là bệnh gì bác sĩ bó tay nhá. Và phần thưởng là 500.000 tiền mặt nhá, chứ em không chơi đoán hai số đâu nhá mọi người nhá. Bệnh gãy tay chưa đúng nhá, chị Vương Nhung nhá. Gãy tay chưa đúng nhá, Chiến Hòa nhá. Nào mọi người vào vào chia sẻ cho em đi ạ. Đẩy lượt view lên cho em đi nào. Đẩy lượt view lên 20 người xem em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người nhá. Lên 20 người xem em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người ạ. Xin chào Giáp Thị Hồng nhá. Mọi người mới vào xem thì mọi người nhớ là chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá. Ai trả lời nhanh nhất và đúng nhất và làm đủ các bước sẽ được thưởng 500.000 nhá mọi người nhá. Bệnh thả thính chưa đúng nhá, Hoàng Thanh Huệ nhá. Bệnh liên tưởng chưa đúng ạ. Mọi người chia sẻ lên 20 người xem em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người ạ. Xin chào chị Trần Mai nhá. Gãy tay chưa đúng nhá mọi người nhá. Bệnh tâm thần không đúng ạ. Bệnh hoạn chưa đúng ạ. Nào bệnh gì bác sĩ bó tay ạ? Nào mọi người nhanh tay lên nào, chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá. Ai trả lời nhanh nhất và đúng nhất và làm đủ các bước nhất thì sẽ được thưởng 500.000 nhá mọi người nhá. Bệnh thần kinh chưa đúng nhá chị Nhài nhá. Bao giờ lên 20 người xem em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người ạ. Bao giờ lên 20 người xem em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người nhá mọi người nhá. Xin chào Thắm Nguyễn đang xem này. Bệnh gãy cẳng tay chưa đúng nhá. Chơi sao ạ? Mọi người mới vào xem em xin nói lại thể lệ cuộc chơi nhá mọi người nhá. Ai mới vào xem mọi người, bước 1 là mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân này. Bước 2 mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Bước 3 là mọi người comment trả lời câu hỏi là bệnh gì bác sĩ bó tay, ai trả lời đúng nhất, nhanh nhất và làm đủ các bước nhất sẽ được thưởng 500.000 nha mọi người nhá. Em tặng 500k luôn ạ. Xin chào chị Thủy Lê này. Vô phương cứu chữa chưa đúng nhá. Bệnh gãy tay chưa đúng nhá chị Thủy Lê nhá. Bệnh phụ nữ chưa đúng, bệnh ảo tưởng chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ lên 20 lượt xem em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người ạ. Bệnh lâm sàng chưa đúng, bệnh ngu chưa đúng ạ.
Mấy từ chứ? Mọi người chia sẻ lên 20 người xem, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá mọi người nhá. Bạn bó tay chưa đúng nhá. Bao giờ lên 20 người xem em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người ạ. Bệnh gãy tay chưa đúng nhá chị Ngân nhá. Mọi người muốn được nhận 500.000 thì mọi người phải chia sẻ xem một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhá mọi người nhá. Bệnh gì là bệnh gì nhà mình nhỉ? Nào mọi người đẩy lên 20 người xem đi, em sẽ gợi ý cho mọi người. Tặng 500k cơ. Đúng rồi nhá, tặng hẳn 500.000 luôn nhá. Bệnh bẩm sinh chưa đúng ạ? Bệnh chập mạch chưa đúng ạ? Xin chào Bích Chi nhá. Nào mọi người mới vào, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá mọi người nhá. Bao giờ lên 20 người xem em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người. Bệnh bó tay chưa đúng nhá Bích Chi nhá. Bệnh bó tay chưa đúng ạ? Bệnh viêm gan chưa đúng nhá. Xin chào Nguyễn Thị Phương nhá. Nào mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân ạ. Ai trả lời đúng nhất, đúng đầu tiên này, đúng nhất, nhanh nhất và làm đủ các bước sẽ được thưởng 500.000 nhá mọi người nhá. Bệnh khuyết tật chưa đúng ạ. Bệnh không ăn cơm chưa đúng này. Bệnh ung thư chưa đúng ạ. Xin chào Phương, xin gái nhá. Bệnh chất độc màu da cam chưa đúng nhá mọi người nhá. Mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Bệnh câm chưa đúng ạ. Em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người nhá. Lên hơn 20 người xem rồi, em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người là gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Gồm 4 từ ạ. Gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Gồm 4 từ ạ. Bệnh bệnh tương tư chưa đúng, bệnh teo cơ chưa đúng nhá. Bệnh nghiện thần tượng chưa đúng ạ. Khó ăn lắm. Ảo tưởng sức mạnh chưa đúng nhá. Ăn được 500k thì cũng phải xương chứ anh Tuấn. Bệnh không chữa được chưa đúng ạ. Bệnh hoang tưởng chưa đúng. Bệnh nghiện thần tượng chưa đúng nhá. Là mọi người tiếp tục chia sẻ, tiếp tục chia sẻ cho em đẩy lượt view lên, em sẽ tiếp tục gợi ý nhá mọi người nhá. Bệnh trầm cảm chưa đúng. Em gợi ý cho mọi người là gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Gồm 4 từ ạ. Gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Nào mọi người mới vào xem, mọi người ai chưa chia sẻ thì mọi người nhanh tay chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá. Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất sẽ được thưởng 500.000 nhá mọi người nhá. Bệnh gì bác sĩ bó tay ạ? Ôi anh mất phí rồi. Sắp được ăn cỗ rồi nha anh Tuấn nhá. Xin chào tuyển nó top nhá. Bệnh không chữa được chưa đúng nhá. Vi như nhá. Bệnh lâu năm mà giấu chưa đúng nhá chị Thủy Lê nhá. Bệnh viêm màng túi chưa đúng ạ. Bệnh lắm mồm chưa đúng. Bệnh lẳng lơ chưa đúng nhá mọi người nhá. Là mọi người tiếp tục chia sẻ cho em lên 60 người xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý cho mọi người ạ. Mọi người ơi, em gợi ý là gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Bệnh gì bác sĩ bó tay ạ? Vừa ăn vừa khóc à? Sao phải khóc, phải cười chứ. Bệnh viêm màng túi chưa đúng ạ. Bệnh gãy tay chưa đúng nhá mọi người nhá. Bệnh vô duyên chưa đúng ạ. Bệnh không chữa được chưa đúng nhá chị Yên Nguyễn nhá. Bệnh viện Việt Đức chưa đúng ạ. Bệnh gãy tay chưa đúng mọi người. Là mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ thì tăng lượt view lên 60 người xem đi, em sẽ gợi ý tiếp cho mọi người ra đáp án nhá mọi người nhá. Bệnh trích nhiều chưa đúng này. Bệnh thành tích chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Thưởng nóng 500.000 luôn ạ.
Thưởng nóng 500.000 cho ai làm đủ các bước và trả lời đúng nhất nhá mọi người nhá. Đúng nhất và nhanh nhất nhá mọi người nhá. Thưởng nóng 500k luôn nhá. Bước 1 mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Bước 2 mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá. Bước 3 mọi người trả lời câu hỏi cho em là bệnh gì bác sĩ bó tay ạ? Bệnh thiếu tiền tiêu chưa đúng này, bệnh nghiện ca sĩ chưa đúng này, bệnh quyền lực nhất chưa đúng ạ. Bệnh sĩ chưa đúng, bệnh gãy tay chưa đúng nhá mọi người nhá, bệnh ung thư chưa đúng ạ. Bệnh hết tiền tiêu chưa đúng nhá. Là mọi người chia sẻ để lượt view lên cho em như nào để em tiếp tục gợi ý ạ. Gãy tay chưa đúng nhá mọi người nhá, bệnh gãy tay chưa đúng ạ. Bệnh nghề nghiệp chưa đúng nhá mọi người nhá. Bệnh quán gà, bệnh quán gà chưa đúng nhá Bích Chi nhá. Bệnh nhân chưa đúng là nào mọi người chia sẻ đi ạ. Sao cứ tụt lượt xem thế ạ? À? Đẩy lượt xem lên cho em đi để em gợi ý tiếp ạ. Bệnh nghề nghiệp chưa đúng nhá mọi người nhá. Nào bệnh gì bác sĩ bó tay ạ? Nào nhanh tay ai sẽ là người được 500k đây ạ? Ai sẽ là người được 500k đây ạ? Bệnh thần kinh chưa đúng nhá mọi người nhá. Xin chào Hương Trần đang xem này. Là mọi người mới vào xem, mọi người muốn được 500k thì mọi người nhanh tay chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nhé. Bệnh HIV chưa đúng này, phải gợi ý mấy từ chứ. Tổng kho gia dụng ơi, em đã gợi ý là gồm có 4 từ từ lâu rồi nhá. Em đã gợi ý gồm 4 từ từ cách đây 5-10 phút rồi nhá. Bệnh gãy tay chưa đúng ạ. Bệnh mất trí tuệ chưa đúng này, bệnh gãy xương chưa đúng nhá mọi người nhá. Tụt hết lượt lượt view rồi ạ. Đẩy lượt view lên cho em đi để em gợi ý nào mọi người. Bệnh chật tay chưa đúng nhá Bích Chi nhá. Bệnh gãy tay chưa đúng này, bệnh không có lão chưa đúng ạ. Một số thành phần tốt nhất là không xem thì lượn ra đi nhá. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Bệnh gì bác sĩ bó tay nhỉ? Bệnh chất xương khớp. Bệnh chất xương khớp chưa đúng nhá Yên Nguyễn nhá. Bệnh quên màng não chưa đúng nhá Bích Chi nhá. Bệnh sĩ chưa đúng nhá Thái Hà nhá mọi người. Em gợi ý là gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Em gợi ý là gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Gồm 4 từ ạ. À. Em gợi ý là gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Bệnh gì bác sĩ bó tay ạ? À. Gãy tay chưa đúng nhá, sống lỗi nhá. Bệnh bị gãy tay chưa đúng ạ. Xin chào Hồng Chibi nhá. À, mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá mọi người nhá. Bệnh quá si diện chưa đúng nhá Bích Chi nhá. Bệnh bị gãy tay chưa đúng nhá Thư Lì nhá. Bệnh gan nhiễm mỡ chưa đúng ạ. Bệnh nghiện người yêu chưa đúng nhá. Chưa đúng với câu trả lời của em nhá mọi người nhá. Chưa đúng với câu trả lời của em ạ. Nào bệnh gì bác sĩ bó tay ạ. Thưởng nóng 500.000 luôn nhá mọi người nhá. Bệnh viêm màng não chưa đúng nhá. Bệnh nhân qua đời chưa đúng nhá Tuyển nhá.
Thấy trai thì thích chưa đúng nhá mọi người nhá. Này em gợi ý là gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Gồm 4 từ ạ. Bệnh ung thư não chưa đúng ạ. Em đã nhìn thấy có đáp án đúng rồi nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy có đáp án đúng của một bạn rồi ạ. Em đã nhìn thấy có đáp án đúng của một bạn rồi mọi người nhá, nhưng em sẽ không công bố luôn đâu ạ. Em không công bố luôn đâu nhá mọi người nhá. Đến hết cái live stream này thì em sẽ công bố kết quả nhá, em sẽ công bố câu trả lời ạ. Mọi người trả lời đúng mà mọi người còn xem ở trên live thì em sẽ thưởng inbox cho em sẽ thưởng 500.000 cho mọi người nhá. Còn nếu như cuối cái live stream này em công bố kết quả mà mọi người không ai trả lời đúng mà còn không còn xem ở live stream thì em sẽ không không tặng 500.000 cho người đấy đâu nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một bạn rồi, nhưng đến cuối live stream này em mới thông báo câu trả lời. Nếu như mọi người đã làm đúng đúng luật chơi này, đúng đã chia sẻ cho em một lần này trên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm, mọi người đã làm đúng luật chơi này và mọi người trả lời, ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất cuối cái live stream này em sẽ thông báo kết quả. Em sẽ thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Cuối cái live stream này em sẽ thông báo kết quả. Ai ai còn ở xem live mà trả lời đúng thì mọi người sẽ được nhận 500.000. Còn nếu như em thông báo kết quả mà mọi người không còn xem trên live nữa là em sẽ không tặng 500.000 đâu nhá mọi người nhá. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Đến cuối live stream em mới thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Sau đây em sẽ chuyển sang bán hàng nhá mọi người nhá. À, 500.000 đã có chủ nhân rồi nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy có một bạn trả lời đúng rồi, nhưng đến cuối live stream này em mới thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Mất bố nó lừa cục rồi. Không sao nhá, không sao nhá mọi người nhá. Em like để lấy lại tương tác thôi nha mọi người nha. Nên là đến cuối live stream này mọi người nhớ là ở lại đến cuối live stream nhá. Mọi người ở lại đến cuối live stream, ai trả lời đúng thì mọi người cố ở đến live stream em sẽ thông báo kết quả nhá. Còn nếu như đến hết live stream em thông báo mà không ai trả lời đúng mà không còn xem nữa là em sẽ không tặng đâu nha mọi người nhá. Nên là mọi người đã vào trả lời rồi thì mọi người cố gắng ở lại đến cuối live stream cho em ạ. Em sẽ chuyển sang bán hàng nhá mọi người nhá. Đây là một hộp son râu của công ty Mini Garden nhá mọi người nhá. Đây là một hộp son râu của công ty Mini Garden này. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nhá mọi người nhá. Trong một hộp son này nó sẽ có phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành 10 triệu đồng cho mọi người nếu như mọi người phát hiện ra bên trong sản phẩm nhiễm trì hoặc thủy ngân vượt quá mức quy định của Bộ Y tế nhá mọi người nhá. Xin chào Hoàng Hà nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nhá mọi người nhá. Đây ạ, ở bên ngoài là còn có tem điện tử xác thực cho mọi người sẽ xác thực đây là hàng thật hay hàng giả nhá mọi người nhá. Khi mọi người mua trực tiếp trên livestream một hộp son này với giá niêm yết là 265.000, mọi người sẽ được tặng thêm một thỏi son râu nữa. Mọi người sẽ được tặng thêm một thỏi son râu nữa nha mọi người nha. Khi mọi người mua trực tiếp trên live là mọi người 265.000 được hai thỏi son là mọi người sẽ được miễn phí ship nha mọi người nhá. Mọi người mua hai thỏi son là mọi người sẽ được miễn phí ship ạ. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi ạ. Khi mọi người đặt hàng trên livestream sẽ được tặng thêm một thỏi son râu và được miễn phí ship. Đây là em xin giới thiệu sản phẩm nữa, đây là cây bi kem nền BB stick nha mọi người nhá. Đây là cây kem nền BB stick ạ. Kem nền BB stick là kem nền che khuyết điểm nhá mọi người nhá. Kem nền BB stick cho mình màu 04. Ok. Ok, Nguyễn Thị Nhài nhá. Chị cho em xin số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Và còn đây là cây kem nền BB stick này. Cây kem nền BB stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Và khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live thì mọi người cũng sẽ được free ship và sẽ được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang.
Mọi người sẽ được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 nhé mọi người nha. Đây ạ, mọi người sẽ được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 ạ. Kem lèn BB Stick nó là kem lèn che khuyết điểm nhá. Nó được thiết kế hai đầu rất là tiện lợi ạ. Đây ạ, một đầu này là kem lèn và một đầu này là chổi cọ này. Em sẽ test thử luôn kem lèn BB Stick cho mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhé mọi người nhé. Mình sẽ test thử luôn kem lèn BB Stick cho mọi người ạ. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên line thì mọi người sẽ được free ship và được tặng một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 nhé mọi người nhé. BB Stick nó có hai tông màu cho mọi người lựa chọn này. Tông 21 dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm ạ. Tông 22 dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm nhé mọi người nhé. Sau đây em sẽ xin tiếp thử một lửa mặt cho mọi người xem ạ. Cái cọ này của nó thiết kế rất là mềm nhé. Khi mọi người tán đều kem ra thì nó không hề bị sát mặt, không hề bị thô sát mặt của mình đâu nhé mọi người nhé. Đây ạ. Đi đến đâu cái cọ nó tán đều kem ra đến đấy luôn nhé mọi người nhé. Xin chào chị Trang Say nhá. Khi mọi người mua hàng trực tiếp trên line cây BB Stick này, giá niêm yết của nó là 315.000. Mọi người sẽ được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 và sẽ được free ship nhé mọi người nhé. Đây ạ, em sẽ test thử luôn cho mọi người xem nhé. Mọi người nhìn thấy hai bên mặt chưa ạ? Mọi người nhìn thấy hai bên mặt nó đã khác nhau chưa ạ? Một lửa bên mặt này em đã dùng kem nền BB Stick này, còn bên này em chưa dùng nhá. Nó đã bật tông lên và nó đã che hết các khuyết điểm ở trên mặt em đấy nhá mọi người nhá. Và đặc biệt là nó có độ chống nắng rất là cao nhá mọi người nhá, độ chống nắng của nó đấy ạ. SPF 43 BA cộng cộng cộng. Mọi người chỉ cần mua một cây BB Stick này, nó đã thay thế rất nhiều các dụng cụ trang điểm của mọi người nha. Nó đã thay thế kem lèn này, kem lót này, kem che khuyết điểm này và kể cả phấn phủ nha mọi người nha. Mọi người chỉ cần dùng một lớp kem lèn BB Stick, mọi người đã nhìn thấy da rất là mướt chưa ạ? Mọi người đã thấy da rất là mướt chưa ạ? Sau đây em xin test lốt. Em test lốt một bên nữa cho mọi người xem nhá. Em sẽ test thử lốt một bên nữa cho mọi người xem ạ. Nó thiết kế hai đầu rất là tiện lợi nhá. Mọi người ví dụ như mọi người mua một cái phấn ở bên ngoài thì mọi người phải mua thêm cả một cái chổi để tán trên mặt nhé mọi người nhá. Nhưng khi mua BB Stick nó đã thiết kế hai đầu rất là tiện dụng rồi, một đầu là kem lèn này và một đầu này là chổi cọ này để cho mọi người đây ạ, tán đều trên mặt mình như thế này ạ. Rất là mềm mịn nha mọi người nhá. Tán đều đến đâu nó rất là mềm mịn, nó không hề bị thô ráp đâu nhá mọi người nhá. Nó không hề bị thô ráp trên mặt đâu ạ. Khác hẳn ạ. Đúng rồi chị Trang Say nhá, mình mới chỉ dùng một lớp BB Stick thôi mà khác hẳn luôn, nhìn hai bên mặt nó khác hẳn nhau luôn nhá mọi người nhá. Được rồi ạ, em đã dùng qua một lớp BB Stick nha mọi người nhá, nhìn da cũng rất là, đây mọi người nhìn thấy chưa ạ? Rất là mướt và căng nhá mọi người nhá. BB Stick da nhờn dùng được không chị? À chị Yên Nguyễn ơi, BB Stick dùng cho da dầu thì dùng rất là tốt này, nó sẽ kiềm kiềm dầu lại nha mọi người nhá. Một hộp BB Stick đây ạ, giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 này. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Và đặc biệt khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên line thì mọi người sẽ được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 nhá mọi người nhá, và mọi người sẽ được free ship nhá mọi người nhá.
Da khô dùng được không chị? Chị Ngài Nguyễn ơi, BB Stick này, khi mọi người dùng BB Stick nó còn cung cấp độ ẩm cho da nhá, nó còn có cả độ chống nắng luôn nha nhá nhá mọi người nhá. Bao nhiêu tiền em ơi? À, chị Khánh Thơ ơi, BB Stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nha chị nhá. À, khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên line thì mọi người sẽ được tặng một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 nữa ạ. Và được free ship nha mọi người nhá. Em một combo son lâu và BB Stick. Combo son lâu BB Stick là 580.000 nhá. À, son là 265.000 và BB Stick là 315.000 nhá mọi người nhá. Khi đặt mọi người đặt hàng trực tiếp trên line sẽ được free ship này. Khi đặt combo thì mọi người sẽ được đây ạ, tặng thêm một thỏi son và được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang như thế này nhá mọi người nhá. Cho chị một cây. À, ok chị Nhài nhá, chị cho em xin địa chỉ cộng số điện thoại nhá chị Nhài nhá. Cả son và phấn em nhá. Ok ạ, son chị lấy màu gì ạ? Da dầu sử dụng được không chị? À, chị Bích Chi ơi, da dầu dùng BB Stick rất là tốt luôn ạ. Nó sẽ kiềm kiềm độ dầu lại nhá chị Bích Chi nhá, nó kiềm dầu rất tốt ạ. Lát chị inbox địa chỉ nhá. Ok chị Nhài nhá. Đấy ạ, một combo son và BB Stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 580.000 một combo này nhá mọi người nhá. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên line mọi người sẽ được tặng một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 này, và mọi người sẽ được tặng thêm một thỏi son nữa là 265.000 nhá mọi người nhá. Là vị chi là quà tặng mọi người đã được 365.000 rồi ạ, và mọi người sẽ được free ship nhá mọi người nhá. Ok chị Nhài nhá. Đây là mọi người nhanh tay đặt hàng nào. Em lấy cả bộ nhé chị số điện thoại. Ok chị Bích Chi nhá. À, chị Bích Chi lấy son màu gì thì inbox cho em nhé chị Bích Chi nhá. Son bên em có 9 màu son chính cho mọi người lựa chọn ạ. Son có 9 màu son chính nhá mọi người nhá. Sản phẩm bên em đều có tem điện tử này, tem điện tử để xác thực cho mọi người chống hàng giả hàng nhái nhá mọi người nhá. Đây ạ. Có mã vạch này, có tem điện tử này, mọi người mua về mọi người cào cái lớp bạc này ra nhá. Mọi người cào cái lớp bạc này ra nó sẽ hiện lên mã số và mọi người soạn tin gửi đến tổng đài 8099 thì bên công ty em sẽ gửi lại cho mọi người xác định thực mọi người đã mua hàng thật hay hàng giả nha mọi người nhá. Nếu như mọi người đặt hàng trực tiếp trên line mọi người mua mà mọi người phát hiện ra hàng giả hàng nhái thì mọi người lập tức đập hàng lại trả em nhé mọi người nhá. Ok tí em inbox. Vâng nhá chị Chi nhá, kết thúc live chị Chi inbox cho em luôn nhá mọi người nhá. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi ạ. À, em lấy một bộ. Ok chị Mai nhá, chị Mai đặt hàng cho em xin số điện thoại cộng cộng màu son nhá. Màu son bên em gồm 9 màu nhá. Màu son bên em gồm 9 màu son chính cho mọi người lựa chọn nhá. Nên mọi người đặt màu son nào thì mọi người comment để em biết nhá mọi người nhá. Combo này giá niêm yết của nó trên thị trường của combo son BB Stick là 580.000 nhá mọi người nhá. Đây ạ, mặt em đã dùng một lớp BB Stick rồi ạ. Em sẽ test thử lại một lần nữa cho mọi người xem nhá. Em sẽ test thử lại một lần nữa BB Stick cho mọi người xem nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Em sẽ test thử lại một lần nữa BB Stick cho mọi người xem này. BB Stick nó có trọng lượng là 8 gram. Mọi người dùng cho những ai mà mọi người hàng ngày mọi người dùng nhá. Ngày nào mọi người cũng dùng thì mọi người dùng được từ 4 đến 5 tháng nhá. Còn những ai mà thỉnh thoảng mới dùng thì mọi người dùng được tầm 1 năm nhá mọi người nhá. Đây ạ. Mọi người đặt hàng mọi người cho em xin số điện thoại cộng màu son nhá. À, cộng tông BB Stick đấy nhá mọi người nhá. BB Stick nó có hai tông màu ạ. Tông 21 dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm ạ. Tông 22 dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm nhá mọi người nhá. Nên mọi người đặt BB Stick mọi người cho em tông màu này, màu son cho em số màu này mọi người nhá. Mọi người đặt hàng mọi người comment combo này cộng số điện thoại cộng màu son cộng tông BB Stick nhá. Sau đó mọi người inbox cho em xin địa chỉ ạ. Đây ạ. Bên mặt này em đã dùng hai lớp BB Stick rồi này, nó cũng đã khác hơn bên mặt này mới dùng một lớp nhá mọi người nhá. Da rất là mướt luôn nhá. Nó không hề bị lồm cồm này, không hề bị lem nhem kem trên mặt đâu ạ. Nhìn rất là mướt luôn ạ. Em sẽ test thử nước cho mọi người xem nhá. Còn nó có độ chống nước rất là cao ạ. BB Stick nó có độ chống nước rất là cao nhá mọi người nhá. Em sẽ test thử nước trên mặt lên mặt cho mọi người xem luôn ạ.
Đây mọi người nhìn thấy chưa nhỉ? Test thử nước lên mặt luôn nhá. Mọi người đã thấy đây là độ độ mịn của kem này. Đây nó không hề bị lem kem này. Không hề bị lem kem nhá mọi người nhá. Không hề bị trôi kem luôn ạ. Không hề lem kem, không hề bị trôi kem. Và tay nó cũng không bị ra tay luôn nhá. Nó cũng không hề bị kem bị trôi ra tay đâu ạ. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Nhìn thấy rõ chưa ạ? Độ chống nước của nó rất là cao nhá. Khi mọi người dùng BB stick xong thì mọi người lên dùng dầu tẩy trang để nó sẽ tẩy hết cái lớp lớp trang điểm của mình đi nhá mọi người nhá. Mọi người đặt hàng trực tiếp trên line mua BB stick sẽ được free ship và được tặng một lọ dầu tẩy trang nhá mọi người nhá. Chị một hộp tông 22 nhé. Ok chị Thịnh Cúc nhá, chị Thịnh Cúc ơi cho em xin địa chỉ nhá. Chị Thịnh Cúc cho em xin địa chỉ nhá, chị Thịnh Cúc nhá. Đây mọi người nhìn thấy, đây em sẽ dùng khăn. Em sẽ dùng khăn em thấm nước cái nước này đi nhá. Em dùng khăn em thấm cái nước này đi cho mọi người xem kem nó có bị trôi, nó có bị lem kem đi không ạ. Đây mọi người nhìn thấy chưa ạ? Không hề kem vẫn giữ nguyên trên mặt này. Không hề bị lem kem, không hề bị trôi kem nhá mọi người nhá. Da vẫn rất là mướt, vẫn là đều màu trắng sáng luôn nhá mọi người nhá. Đây mọi người nhìn thấy chưa ạ? Bên mặt này em đã dùng hai lớp BB stick, còn bên mặt này em chỉ mới dùng một lớp thôi ạ. Đây ạ, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Da rất là mướt luôn này. Nó đã che hết khuyết điểm hoàn toàn trên mặt em vừa nãy em vẽ lên mặt rồi nhá mọi người nhá. Em sẽ test thử son cho mọi người xem nhá. Em sẽ test thử son luôn cho mọi người xem nhá. Đây ạ, son Rô, giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên line, mọi người sẽ được free ship và được cộng tặng thêm một thỏi son nữa nhá mọi người nhá. Em sẽ test thử son luôn cho mọi người xem nhá mọi người nhá. Đây ạ. Son bên em là son kem nhá mọi người nhá. Nó bền màu từ 8 đến 10 tiếng ạ. Khi mọi người ăn uống mà mọi người không không đụng đến dầu mỡ nhá thì nó có bền màu từ 8 đến 10 tiếng nhá. Còn khi mọi người ăn mà mọi người ăn những đồ ăn mà nó có nhiều dầu mỡ thì nó sẽ bị trôi trôi son đi một tí nhá. Nó sẽ bị trôi son đi một tí ạ. Và khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên line sẽ được free ship và được tặng thêm một son nhá mọi người nha. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Mọi người ai ai đặt gì thì mọi người nhanh tay đặt son đi ạ. Nhanh tay đặt hàng cho em đi ạ. Combo BB stick cộng son là giá niêm yết là 580.000 nhá. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên line sẽ được free ship đây ạ và được tặng thêm một thỏi son và một lọ dầu tẩy trang nhá mọi người nhá. Mọi người mọi người nhanh tay đặt hàng nữa đi nào. Trong vòng em sẽ cho mọi người đặt hàng trong vòng 5 phút nữa nha mọi người nhá. Lượt xem cũng giảm quá rồi nên là trong vòng 5 phút nữa em sẽ cho mọi người đặt hàng trong vòng 5 phút nữa ạ. Mọi người nhanh tay nên là em chỉ chốt trong vòng 5 phút nữa thôi nhá. Khi mọi người mua trực tiếp trên live thì sẽ được rất nhiều phần thưởng nha mọi người nhá. Đấy ạ. Được tặng một son và một lọ dầu tẩy trang này, trị giá của nó đã là 365.000 rồi nhá mọi người nhá, và được free ship nữa ạ. Mọi người ai đặt hàng trực tiếp trên live thì xong cái live stream này mọi người sẽ inbox cho em nhé mọi người nhé. Mọi người sẽ inbox cho em để em xin địa chỉ ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Nhanh tay để em sẽ công bố kết quả game nhé mọi người nhé. Em sẽ công bố kết quả game cho mọi người nhé mọi người nhé. Đây ạ, kết quả game của em là bệnh bệnh ngu và lì nhé mọi người nhé. À, bệnh gan và lì ạ. Đây ạ, kết quả game của em là bệnh gan và lì nhé mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Kết quả game của em là bệnh gan và lì nhá mọi người nhá. Bệnh gan và lì ạ. Em đã nhìn thấy có một bạn trả lời đúng rồi.
nhưng tí nữa em sẽ kiểm tra xem bạn ý đã làm đủ yêu cầu chưa, đã làm đủ yêu cầu và đã xem còn ở xem ở trên live này nữa không ạ. Kết quả của em là bệnh gan và lì nha mọi người nhá, đây ạ. Mọi người ai tự tin trả lời đúng này đã chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và lên 10 các hội này. Mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn, mọi người ai tự tin trả lời nhanh nhất và đúng nhất và làm đủ các yêu cầu thì mọi người inbox cho em để nhận nhận quà nhá mọi người nhá. Thôi em xin kết thúc live và em xin chào mọi người nhá.